Nhiệt lắm không nhá. Đâu, hôm nào bà sẽ nói lại. Hôm nào, mình chẳng quên rồi. Mà khoa dưới dòng khát đạo. Nghe thành cái này nó cao lòng khó. Khi thông bây giờ rồi mà. Hả? Cao lòng khó. Sao dưới dòng hả? Bà mất mẹ chị à? Dưới dòng nó bán nó mà yêu mà. Bán thành cái chèo đó. Em mày mẹ nó rồi. Mà thành lúc đấy là nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bác bỏ lắm, mình biết rồi. Không cần tôi đâu này. Dạ. Cho tôi. Thằng nào cho tôi ốc bao mì để cho tôi mỏ nó đi. Hắn đi. Bà nói lại, thôi ôi ạ, bà tạp đi ấy. Ôi, bây giờ,
你这个花哪个人把它丢弄了？你弄那边那个块，现在拖完了，没带了，搬了的。这可能你家工地也买了，看有不长的姑娘家也在过来了，也都在我妈这边。thì tôi nói thấy nó ó ở khay thì mới ó vậy đấy không chứ là nó vừa đi từ thua nó bây giờ là đi ít thua nó đến tả xong bây giờ được chứ ừ mà chỉ là bây giờ ờ là đi nên nó bây giờ mà buồn là bán không mày được bây giờ người ta vẫn là nằm mà ó đâu phải nhiều lắm mà nhưng mà sao nhiều lo cái sao đó vậy cơ họ bảo lỗi người phía nam tôi chào bây giờ nói cho cái tôi cái thì cũng có điều cái mùn nào nó còn là còn đấy đâu tại vì nó âm nó đi à chào nó thì là tháo đá bát ra âm mùn thì người phía nam tôi thì cũng có nó thì cái khác đi người đấy mà tao đi tao là người đấy cái dù lo gì cũng về đây người tháo thì mai nhưng mà có đâu phải gì ạ gì ạ em nói rồi đi rồi từ từ chứ, anh phụ nó mà dù gì đâu ấy. Mình biết là thì cái thay lột lại giờ biết là thì, còn chờ bán là biết cái gì. Bán là mẹ, mình có cái đồ cái đồ rồi à? Thì cái đồ gỗ, thì mình đi cái thay á, thì bây giờ mình đá vào nhà mát là có, nhà tài nhà mát là. Thì mà thay vậy đâu? Mình đi tận nó ra thì cái đồ gỗ đó. Gì à? Má, mình lấy thằng lên đầu của mình để ký này phút đấy má. Không mà gì thì anh là lý. Dù khoa này giờ này phải dù anh là nhanh này em má. Mà thằng này dù uống đi bộ. Nhưng mà không này, giờ tí hết rồi em. Giờ mình đâu hoài đấy má, giờ mình đâu hoài. Má, thì giờ em đi lên lộ khác ạ. Giờ mình đâu hoài này em thằng lắm bộ. Là bú đen đốt tại dù anh này má. Thằng biết là gì khác mà đâu. Nói giờ tí hết, dù hoài quá mà thôi. Lời giờ bắt đầu đi má.